Ông Nguyễn Bắc Song xếp đầy 3 triệu đô la Mỹ trong hai vali, một bang. Cáo trạng nêu rõ ràng, căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các bị can liên quan, xác định ông Nguyễn Bắc Song đã giới thiệu, định hướng cho Mobifone mua cổ phần của A. Cụ thể, dù biết rõ ràng năng lực tài chính của A rất xấu, kinh doanh không hiệu quả, lỗ lũy kế kéo dài, lãnh trị tài sản thấp, nhưng với mục đích mong muốn Mobifone sớm thực hiện được dự án mua cổ phần của A trong năm 2015, nên ông Song đã lãnh đạo ông Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, khẩn trương triển khai thực hiện dự án, không tuân thủ các pháp luật của pháp luật. Ông Song lãnh đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình trái pháp luật, quyết định lạnh mua 898,3 tỷ đồng tương đương 95% cổ phần của A, cao hơn gấp nhiều lần lạnh trị tài sản thực của A, quyết liệt lãnh đạo ông Lê Nam Trà ký thỏa thuận và hợp đồng với A để chuyển tiền mua bán cổ phần. Quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Bắc Song đã gọi cho ông Phạm Nhật Vũ tổng cộng 126 cuộc điện thoại, 139 tin nhắn để bàn bạc về tiến độ và thúc đẩy dự án sớm xong xuôi. Sau khi Mobifone chuyển tiền cho A, ông Nguyễn Bắc Song đã nhận 3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 66 tỷ đồng từ Phạm Nhật Vũ. Hai ông Nguyễn Bắc Song trái và Trương Minh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Song khai nhận trong quá trình thực hiện dự án, Phạm Nhật Vũ đã nhiều gọi điện thoại, nhắn tin cho mình nhằm thúc đẩy hối hả việc mua bán, mong muốn lãnh đạo để A sớm bán được cổ phần. Sau khi xong xuôi dự án Mobifone thanh toán 95% lãnh trị hợp đồng cho A, Vũ đến nhà riêng của ông Nguyễn Bắc Song tại quận Hoàng Kiếm, Hà Nội và đưa cho cựu Bộ trưởng 3 triệu đô la Mỹ. Ông Song mang 3 triệu đô la Mỹ lên phòng làm việc xếp đầy vào một chiếc vali du lịch loại, xếp đầy một băng du lịch tối màu. Số tiền còn lại ông cho vào một chiếc vali du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quy bí mật bằng khung nôm bí. Cao trạng nêu, toàn bộ số tiền 3 triệu đô la Mỹ, Nguyễn Bắc Song đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 đô la Mỹ đến 400.000 đô la Mỹ, trong những lần Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa tiền ông Song dặn không được gửi để dành, đầu tư vào đâu thì tùy. Ông Nguyễn Bắc Song nhận thức lý do Phạm Nhật Vũ đưa tiền vì mình là người trực tiếp lãnh đạo thực hiện dự án mua cổ phần của A. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Song còn thừa nhận đã nhận của Cao Duy Hải, cựu tổng đốc Mobifone số tiền 200 triệu đồng dịp 30 tháng 4 năm 2015 và số tiền 200.000 đô la Mỹ của Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone dịp Tết âm lịch năm 2016. Biết số tiền nhận từ Vũ là bất hợp pháp nên ông Nguyễn Bắc Song đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại nhưng ông không thu được sự phối hợp của gia đình trong việc nộp lại số tiền trên. Ông Nguyễn Bắc Song đề nghị sử dụng số tiền hơn 591 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi để dành đứng tên mình để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có đơn xin nộp lại hết tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ. Bị can Tuấn khai, quá trình thực hiện dự án ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần liên hệ gọi điện, nhắn tin thúc giục bị can tạo điều kiện thực hiện nhanh dự án. Sau khi xong xuôi chấm dứt dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc cơ quan tại Bộ Thông tin đưa cho ông Tuấn số tiền 200.000 đô la Mỹ. Bị can Tuấn nhận thức được việc Vũ đưa tiền vì mình có tham gia dự án, là người ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp, bị can Tuấn đã sử dụng chi phí cá nhân. Quá trình điều tra, truy tố, ông Trương Minh Tuấn đã có đơn xin nộp lại hết số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ. Hiện tại, theo cáo trạng, ông Trương Minh Tuấn đã dùng hơn 2,1 tỷ đồng trong tài khoản để dành để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, gia đình bị can Tuấn đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền 2 tỷ đồng để nộp số tiền đã chiếm đoạt. Như vậy, tổng số tiền cựu bộ trưởng và gia đình nộp lại là hơn 4,1 tỷ đồng.